tai si ra tai si. Đây là cái có chức năng sạc nha mọi người. Wow, cái dây này nó có một đèn thôi, vậy là chỉ có một dây nha mọi người. Wow, thì cái dây này á là nó lên đầy đủ là 5 đèn luôn, là chứng tỏ dây này là hoạt động rất tốt đó. Vậy là ok. Tăng 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 tăng. Hai, mình xin chào tất cả mọi người nha. Đây, hôm nay mình rất vui chào đón mọi người đến kênh YouTube của mình nha mọi người. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người về cái này rất là thú vị và không kém phần quan trọng nha mọi người. Đây, xin giới thiệu mọi người, đây là một cái USB kiểm tra cáp sạc nha mọi người. Đó, dây cáp của mình. Mình mới đặt mua trên Shopee nha mọi người. Tại vì mình có một số cái dây USB nè, mình không biết cái nào nó là 2 dây hay là 4 dây. Thường thường là trong cái sạc điện thoại của mình là 4 dây, nó có dây 2 dây tín hiệu nữa. Còn cái sạc pin bình thường như quạt đồ hay là USB hay là cái Bluetooth đồ mọi người thì nó chỉ có cái dây sạc nó chỉ có 2 dây thôi nha, dây vô, dây cộng, dây trừ thôi. Còn chỉ có sạc điện thoại hay đặt những cái khác là có 4 dây dây tín hiệu nữa. Thì đôi khi nhiều cái thiết bị của mình sạc hoài, như điện thoại của mình là không thấy lâu đầy, và những cái đồ sạc pin của mình nó cũng lâu đầy. Thì đó, mình không hiểu tại sao cũng cùng một sợi dây, hai sợi mà một sợi rất mau đầy, một sợi rất lâu đầy. Thì chính vì đó mình có lướt trên Shopee, mình thấy một cái thiết bị USB kiểm tra mà cái cáp sạc nè mọi người, mình thấy cũng hay hay, mình sẽ mua, mình chia sẻ cho mọi người. Về sẵn đây mình chia sẻ cho mọi người biết luôn thôi, không dài dòng nữa, thì mình vô vấn đề chính nha mọi người. Ở đây mình có một cái USB sạc, và mình lúc trước mình cũng có làm chế một cái đồ thiết bị kiểm tra USB nha mọi người. Đó, đây là hàng DIY, đây là hàng chính hãng, mua từ nhà máy Made in Trung Quốc. Còn đây là Made in Việt Nam mình làm nha mọi người. Đây là cái tai si nha mọi người, bao ơ là như là cái đường vô phải. Cái nào là in thì ở đây mình kiểm tra đơn giản sơ sơ đi, thử nó đúng chưa. Thì có USB đây, mình sẽ cắm vô đây. Nó có kiểm tra USB và tai si không. Đó, thì như cái dây này là cái dây sạc điện thoại nè mọi người, nó có 4 dây. Thì mình nếu mình cắm trong đưa đây á, nó 4 dây của nó còn nguyên si không bị gì á, thì nó sẽ hiện 4 cái đèn. Nó sẽ hiện 4 cái đèn này lên là chứng tỏ là cái dây này hoạt động tốt, không bị đứt dây nào hết. Mình có một cái dây sạc pin nè mọi người. Rồi mình đưa qua đây mình kiểm tra cái này có đối chiếu nó chính xác không nha. Wow, cái dây này nó có một đèn thôi, vậy là chỉ có một dây nha mọi người, chỉ còn một dây thôi. Thì cái dây này theo mình nghĩ là thường thường là nó mấy gì kia là chức năng này kia bị hư hết rồi nha. Một đèn sáng này chỉ có một dây thôi. Dây này nếu mà sạc pin á rất là khó lâu đầy nha mọi người, rất là khó đầy. Đây mình cũng có một cái sạc pin nè, sạc pin của quạt phun sương nè mọi người. Sẽ cắm vô đây, thấy không, nó lên 2 đèn là chứng tỏ cái dây này nó có còn 2 dây, nó chỉ có 2 dây thôi mọi người. 2 dây thì cái dây sạc pin á thường thường mới có 4 dây, còn mấy cái dây sạc mà sạc pin cho điện thoại á nó có 4 dây, tại nó có 2 dây mà dây kết nối á thông kiểu liệu nữa, còn mấy cái thường thường thì chỉ sạc pin thôi. Đó, dây này ok nè mọi người.
sạc tương đối ok. Để riêng nha, cái dây này trong cái dây sạc điện thoại nè mọi người, lên máy đèn ấy da, mọi người thấy không, nó chập chờn một dây không đó, chập chờn nè mọi người thấy không đó, xài lâu ngày quá nó còn có hai dây chức năng là sạc của nó thôi, lâu ngày nó quá cái dây nó bị lỏng nè đó, một dây tín hiệu nó bị đứt luôn rồi, dây VCC, dây VCC là một dây dương đã bị đứt, và một cái dây dây D trừ này âm nè, tín hiệu này cũng sẽ bị đứt luôn, nó bị chập chờn rồi thấy không, là không ổn rồi, cái này là không nên sạc pin nha điện thoại nha mọi người, không tốt nữa. Đó. Rồi tiếp đó mình sẽ đi đến cái dây thằng tai si. Ồ, cái này có lan lên luôn nha mọi người, có lan lên luôn. Ok, từ từ lát mình kiểm tra sau. Ồ, vậy là 4 dây của nó đầy đủ. Dùng để sạc điện thoại nha mọi người, chính xác, ok. Chức năng nó vẫn còn đầy đủ. Ôi, xong rồi, nó báo đây là mọi người. Dây này thua rồi nha mọi người. Đó. Nó chập chờn rồi. Nó báo gì, nó báo đèn đây nè, dây này là có thể dục là vừa rồi mọi người đó, không nó bị dập, nó bị ngay cái cổ cáp này nè, xong rồi. Và ở đây mình cũng có một cái dây điện thoại sạc nhanh của thằng taxi, dây này cũng có vấn đề rồi nha mọi người. Hai đèn thấy không, nó bị trục trặc đó, vậy là những nguyên nhân mà để mà cho những cái mà dây cáp mình đó, nó hay bị hư á là cái phần này nha mọi người, nhà cả nhà mình nó đụng nó tắt nè, mọi người thấy không đó, trần khi lên nó không lên, vậy là cái này nó bị mất chức năng của hai cái dây tín hiệu rồi. Ở đây mình có hai cái đầu dây sạc của tai si nè mọi người, và một cái đầu tai si, một đầu ra lightning. Mình sẽ kiểm tra cái đầu ra lightning trước nha mọi người. Bốn cái đèn là thêm chữ CC này là nó sẽ dành riêng cho cái đầu tai si nha mọi người. Đầu tai si ra tai si, còn đây là lightning. Đây là chỉ có chức năng sạc nha mọi người. Ở đây là CC, D cộng, D trừ, VCC, GND. Hai cái chức năng VCC, GND là chức năng của sạc nha mọi người. Còn hai cái chức năng này, D và D cộng, D trừ là chức năng của dữ liệu. Còn cái CC nè, chỉ riêng cho cái thằng tai si nha. Tai si ra tai si nó sẽ sáng 5 đèn luôn. Đó. Còn tai si lightning thì nó sáng 2 đèn lên là cho biết cái dây sạc này nó chỉ có chức năng sạc thôi nha. Còn hai cái chức năng này thì không có, không lên đèn là không có, như là bất thường. Thì đây mình sẽ đổi đầu nó thì nó cũng như vậy luôn. Wow, thì cái dây này á là nó lên đầy đủ là 5 đèn luôn, đây là chứng tỏ dây này là hoạt động rất tốt đó. Còn mấy can xe ben hoạt động rất tốt cho sạc những cái sạc nhanh đời mới nha mọi người, taxi thì là ok. Mình kiếm được một sợi dây USB nè, lại đây mọi người, của Hoco, đầu taxi tại A. Ok, vậy là cái dây taxi này, lightning này nó hoạt động đầy đủ là ok, 4 dây tín hiệu đầy đủ nha. Và ok, dây này hoạt động rất là tốt. Đó, không gì phải bàn cãi nữa nha mọi người. Ngoài ra, mình cũng có làm cái theo cái này mô phỏng là mình cũng làm chế một cái USB này để dùng cho DIY nha mọi người.
Thì lúc trước thì mình xài cái này. Nói chung cái này đôi khi á, mình xài cái này nó cũng là 8-10 thôi. Như ở đây là mình có làm dấu nè, nãy mình đo là một gạch là lên một đèn. Thì mình sẽ bắt vào đây thử cho mọi người xem. Tận chân sơ thôi. Đó. Mình chơi bốn đèn thì đúng như cái hồi nãy. Mình đo ở đây. Thì cái video tới á, mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách làm độ cái một cái đầu kiểm tra cáp điện thoại nha mọi người. Đó. Còn bây giờ vấn đề chính là ở đây. Thì qua đó mình đã cho mọi người thấy tất cả những khả năng của nó về kiểm tra như thế nào, kiểm tra tai si tai A nè, ra micro tai A ra tai si. Dạ. Chỉ có tai A ra Lightning thì chưa có thôi, thì mình nghĩ nó cũng như y chang như cái những cái này thôi. Chỉ có riêng thằng tai si ra tai si là nó sáng 5 đèn nha mọi người. 5 đèn là nó đầy đủ. Tại sao mình mua cái này mọi người, mình thấy rất là quan trọng. Đôi khi nhiều cái dây sạc á mình lụm hay là mình mua ở đất kinh kinh mạng về á, thực sự mình không biết nó là dùng 2 dây hay là 4 dây, có thể dây nó bị đứt hay sao đó, nó bị cái vấn đề sụp xịt. Mình chỉ dùng cái thiết bị này mình kiểm tra mới ra được thôi. Đôi khi cái điện thoại của mình sạc nó lâu đầy, hay là một thiết bị nào đó sạc pin nó lâu đầy, nhưng mình không biết ở trong nó đã bị đứt cái chức năng, nó bị hư bất thường những cái dây ở trong đó nên sạc nó mới lâu. Qua đây mình đã chia sẻ cho mọi người xem mọi người thấy như thế nào. Cái này là riêng mình thấy là nó rất là hữu ích cho tất cả mọi người, nhất là trong cái thời đại công nghệ này, anh em dùng những đồ điện thoại xài pin hay là tất cả các máy đều sạc bằng dây USB Type-C hoặc micro bây giờ là đời cũ rồi, bây giờ là sạc Type-C. Thì cái này nó cung cấp cho mình đầy đủ chức năng luôn, rất là ok. Đó, mình đã cho mọi người thấy như thế nào rồi, rất cần thiết cho mọi người. Thì nó mọi người thấy cái sản phẩm này nó hay thú vị ấy, thì mình sẽ chia sẻ cái link cho mọi người ở phần mô tả hoặc là cái phần bình luận nha mọi người. Đó. Một lần nữa mình cho mọi người xem nè. Thì tai si đầu cắm vô phải vô tai si nha mọi người. Rồi. Đây. Tai si thì nó sẽ ra hơn chức năng của nó là 5 đèn. Quá ok nha mọi người. Thì qua đó mình đã chia sẻ cho mọi người tất cả những cái chức năng của cái USB kiểm tra, cái thiết bị kiểm tra cái chức năng của dây sạc điện thoại và dây sạc pin như thế nào nha. Thì qua đó mọi người thấy hay thì ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn cho mọi người xem nha. Và video giới mình sẽ chia sẻ mọi người làm lại cái cách làm chế cái đồ kiểm tra bằng cơm, kiểm tra cáp sạc nha mọi người. Thì mình có làm cái video trước rồi, chắc mọi người cũng ít ít để ý, nên bây giờ sẵn đây mình mua cái này lên thì hai cái kết hợp mình sẽ làm cho mọi người xem một cách chi tiết rõ ràng nha. Rồi, thân ái chào tạm biệt mọi người, bye bye, ủng hộ mình nha mọi người.